các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh. Theo Điều 78 Luật Đất đai 2024, nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong những trường hợp sau đây. 1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc. 2. Làm nơi căn cứ quân sự. 3. Làm công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh. 4. Làm ga, cảng, công trình thông tin quân sự, an ninh. 5. Làm công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao, phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh. 6. Làm kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân. 7. Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí. 8. Làm cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, cơ sở an dưỡng, điều dưỡng, nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của lực lượng vũ trang nhân dân. 9. Làm nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân. 10. Làm cơ sở giam giữ, cơ sở tạm giam, tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và khu lao động, cải tạo, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên, học sinh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.